Rồi sao chia tay? Dạ tại cái người đó có vợ có con rồi mà dối gạt á chị, nên sau này em biết được nên là đã chia tay. Em quen một thời gian lâu rồi em mới biết được là người ta gạt mình. Dạ thì em hỏi thì anh nói là không có, người ta nói thì em cũng tạm chấp nhận vậy đi. Nhưng mà đến khi về rồi á thì anh đi công tác ngoài Hà Nội, rồi sau này anh đi qua Buôn Mê Thuột nữa. Trong Buôn Mê Thuột á thì anh cũng có bạn gái rồi đó nữa, thì tình cờ em mới cái nghe điện thoại của bạn gái đó với anh đó, nên là từ đó về sau thì chia tay luôn. Nhưng mà xác nhận là ông nó có vợ con rồi. Dạ thôi bỏ đi em. Thế em vẫn còn xúc động khi nhắc lại. Thật sự đó cũng là một cái tổn thương của mình đúng không? Nhưng mà thôi mọi chuyện nó qua rồi. Mối tình sau mình cẩn thận hơn, mình kỹ lưỡng hơn ha. Và bây giờ thì chưa được ăn à, chút xíu nữa mới được ăn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ sẽ hẹn hò với nhau, trò chuyện với nhau như thế nào nha. Chào em trai. Chào chị ạ. Rồi em ngồi đợi chị Tường xíu, bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái vào rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Dạ dạ. Rồi. Đây, ngồi vào ghế nè. Rồi, mời hai bạn chúng ta có thể mở mặt nạ mình ra. Rồi, đẹp rồi nha. Trai chưa? Có gì chỉnh sửa không? Rồi, quá đẹp rồi. Chào hai bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho đối phương nghe về những thông tin cá nhân của mình. Nói lớn và nói rõ lên nha. Mời bạn trai. Mình tên là Thái Phong, hiện đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa. Nhà thì ở quận Bình Tân. Công việc của mình là làm bên nhân viên bảo trì phụ tùng ô tô của hãng Honda ở Biên Hòa. Mà mỗi ngày em phải chạy từ Sài Gòn về Biên Hòa? Không, em ở Trảnh thì ở trọ ở Trảnh. Đi làm thì chủ nhật về mới về Sài Gòn. À, năm nay bao nhiêu tuổi? 33 tuổi chị. 33 tuổi? Cha, nhìn mặt trẻ măng à, chị tưởng em cỡ 29 tuổi thôi đó. Thiệt. Rồi mời em gái giới thiệu. Chào em, chào chị Cát Tường, em chào anh. Em tên Lê Thị Kim Chi, năm nay em 31 tuổi. 31 tuổi, trời ơi, cũng sao bữa nay toàn những người trẻ không vậy? Em là cũng tầm 28 tuổi thôi. Quê em ở An Giang á chị. An Giang, nay chị đang làm gì? Dạ, em bán vé máy bay ở quận 6 á chị. Mình ở quận 6 luôn hay là sao? Dạ, em thuê nhà em ở đó, em ở phòng vé ở đó luôn. À, ở trong chỗ mình làm luôn, mình dạ. Làm ở ngay đó luôn. Dạ, đúng em rồi ở với ai? Dạ, em ở với em gái. À, có nghĩa là cái bán vé này là vậy là mình làm riêng cho mình phải không? Làm dạ, cá nhân đúng rồi, không? Dạ. Buôn bán được không em? Để chị hay đi diễn lắm, có gì cho số, có gì mua vé gì chị ủng hộ cho. Dạ, cũng được chị. Rồi, vậy là cũng tốt rồi, tự lực cánh sinh là tốt rồi ha. Dạ. Công việc hai bạn ổn định, Bình Tân với quận 6 cũng gần nhau mà phải không? Dạ, đúng rồi, sát bên. Rồi, sát bên quá thuận lợi luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn nè, siêng năng chăm chỉ, hòa đồng hoạt bát rồi vậy đó chị. Trời ơi, một tràng luôn ha. Nấu trời, cái gì vậy? Từ từ đừng làm tôi rung nha. Rồi điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là nhiều khi em hay nóng tính, vội vàng đồ á chị, chứ hay quên á. Mà ăn mà quên trong công việc là hơi mệt à. Người ta đặt vé mà quên bút, quên lên máy rồi. Dạ, cái đó không có chị. Không có. Nhưng mà tôi đang hoang mang. Tại vì bạn trai bên này vừa mới mở ra một tờ giấy, một trang giấy chữ chi chít ở trọng, không biết là cái gì. Em ghi trước những cái câu hỏi liên quan tới chương trình, ghi trước để sợ nhiều khi hỏi không biết đường nói chị. Trời đất ơi, sao hỏi biết đường nói? Hỏi gì hỏi cái trả lời cái nấy chứ sao hỏi mà không biết đường nói. Ghi này ghi có chân thật không hay là ghi theo có sự sắp đặt? Không, ghi đúng theo cái em nghĩ luôn á chị. À, có nghĩa là mình nghĩ trước. Dạ, sợ lúc đó rồi. Mình nghĩ không kịp, mình trả lời không. Tại đúng đúng không? Rồi bây giờ chị đọc thử cái coi. Chị đọc nha. Dạ, dạ. Chị đọc chứ giờ em ghi mà em đọc nữa thì đâu có được. Địa điểm. Địa điểm này là điểm gì vậy? À, tại bên chương trình hẹn gặp ở đó hẹn. Trời đất ơi. Liên hệ anh Quân nào đây? Anh Quân là ai? Quân là cái anh bên chương trình kêu em là cứ điện thoại gặp anh đó. Trời đất ơi. Chào hỏi giới thiệu bản thân mới làm rồi phải không? Dạ đúng rồi chị. À, làm theo logic chương trình này mà rủ chị Tường mà hỏi trật cái này cái là ú ớ liền. Khuyết điểm: hiền, ít nói, dễ xúc động, có hút thuốc, không biết nấu ăn, hơi bề bộn, hơi tự ti. Chà, ghi vậy sợ đúng rồi, cái này nhiều khuyết điểm quá. Người ta thật tình người ta ghi ra, để lỡ lên đây chị Tường hỏi người ta quên. Bây giờ thí dụ không nhìn đây nè, chị hỏi nhớ không? Khuyết điểm của em là gì? Hồi nãy em cũng nghe chị nói là hiền, ít nói, rồi hơi tự ti, dễ xúc động chị. Có đúng rồi, có hút thuốc nữa chị. Không biết nấu ăn. Đó, chị cũng nhớ Tường mà, có gì đâu phải ghi ra được. Ưu điểm: thích chơi thể thao, không nhậu nhẹt, có lòng tốt giúp đỡ mọi người xung quanh, chịu khó đi làm. Ghi rất rõ luôn nha em. Rồi lỡ rồi quớt luôn qua tới tình trường. Tình trường trình tự giống như là viết văn vậy đó, có từng vạch từng đầu dòng đàng hoàng.
chưa trải qua mối tình chính thức nào, cũng như chưa có tỏ tình với ai. Có tia một vài người nhưng không thành. Ủa em, tia là sao em? Tia là sao? Tia là tức là mình cũng có để ý cái người bạn, người đối tượng đó chị. Rồi mình cũng theo ghẹo chọc nhưng mà không được. À vậy gọi là tia đó hả? Dạ. Mà trong này em ghi là em là chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào. À đúng rồi chị. 33 tuổi, mặt mày sáng sủa đẹp trai, công việc cũng ổn định. Tại vì cái cấp trước mà trước năm 30 chị, tầm mà tới em đi học tới năm 26-27 tuổi rồi mới bắt đầu đi làm, đó học liên thông lên đại học đó, nên không có chưa nghĩ tới việc chuyện mà gọi là cưới vợ sinh con nên không có theo tán, cũng có tia cũng có đi chơi vậy thôi. Bắt đầu khoảng 1-2 năm nay tầm 30 tuổi khoảng năm em nghĩ tới chuyện vợ con nên mới đăng ký tham gia chương trình. Thì 3 năm nay cũng chưa tia được ai mà dính trơn. Đúng rồi chị. Lý do tại sao? Em nghĩ một phần là hay tại em tia nhiều quá, do em tự ti một phần. Em tự ti cái gì? Chẳng hạn như ví dụ em thích người đời bạn nữ đó đi, em theo rồi chọc này nọ kia, xem như bạn bè trước thì vô tình thường thì em thấy là khi mà em thích tia tia ai cái là thời gian cái là còn phải có người con trai khác theo, người con trai khác theo mà anh nhìn thấy người con trai khác theo mà gọi là soi về điều kiện này nọ công việc á, người ta hơn hẳn mình đi thì mình nghĩ thôi mình thôi để cho cái người con trai đó tấn công của cô gái đó sẽ hạnh phúc hơn, tại vì soi về điều kiện thì người đó hơn mình nhiều lắm. Thật ra điều đó em nghĩ cũng đúng, nhưng mà em không có tự tin về bản thân là cũng không được. Thứ nhất là em cũng học hành đàng hoàng, công việc của em cũng ổn định. Thí dụ bây giờ em chưa giàu có vì em cũng còn trẻ, nhưng ít nhất là em tự nuôi sống được bản thân, nuôi sống được gia đình. Trước tiên em phải tự tin với bản thân thì cơ hội nó mới đến. Dạ, dạ. Mà tình yêu là không có nhường nhịn, có càng có đối thủ mình phải càng cạnh tranh. Chưa chắc gì là cái người giàu có hơn em mà người bạn gái đó đã thích đâu. Nhiều khi người ta thích ở em một cái gì đó, một cái sự chân thành, một cái nét quyến rũ gì đó thì sao. Ừ, ngày hôm nay gặp chị Tường rồi là tự tin lên. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý chị. Rồi thì bây giờ để chị hỏi bạn gái một xíu, cái tình trường của em thì như thế nào? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình chị. Đó, người ta phụ nữ mà ta cũng có 2 mối tình. Em không có mối tình nào làm sao có kinh nghiệm trong yêu đương? Dạ, mối tình thứ nhất thì cách đây 5 năm sau đó chia tay. Thì mình quen được bao lâu mà chia tay? Khoảng chừng nếu quen qua thì chắc cũng lâu quá chị, nhưng mà tiếp gặp mặt nhau chừng 2-3 tháng vậy. Rồi sao chia tay? Dạ tại cái người đó có vợ có con rồi mà dối gạt á chị, nên sau này em biết được nên là đã chia tay. Em quen một thời gian lâu rồi em mới biết được là người ta gạt mình. Dạ. Rồi khi mà em biết được thì em có nói gì với anh đó không, hay là em chỉ lặng lặng em rút lui thôi ha? Thì em hỏi thì anh nói là không có, anh nói thì em cũng tạm chấp nhận vậy đi. Nhưng mà đến khi về rồi á thì anh đi công tác ngoài Hà Nội, rồi sau này anh đi qua Buôn Ma Thuột nữa. Trong Buôn Ma Thuột á thì anh cũng có bạn gái rồi đó nữa, thì tình cờ em mới cái nghe điện thoại của bạn gái đó với anh đó, nên là từ đó về sau thì chia tay luôn. Nhưng mà xác nhận là ông nó có vợ con rồi. Dạ. Thôi bỏ đi em. Thế em vẫn còn xúc động khi nhắc lại. Thật sự đó cũng là một cái tổn thương của mình đúng không? Nhưng mà thôi, mọi chuyện nó qua rồi. Mối tình sau mình cẩn thận hơn, mình kỹ lưỡng hơn ha. Rồi cái mối tình sau sao? Mối tình sau thì cũng quen được 2 tháng á chị. Rồi sao 2 tháng rồi sao chia tay? Dạ thì trao đổi với nhau thì không có thông cảm được á chị, nên là chia tay với không nhau. Không thông cảm được ở cái điểm nào? Thì em cũng có những cái khuyết điểm á, thì anh đó anh cũng không chấp nhận được. À, vậy thì do là chưa có yêu, mình chưa có chạm cái cảm xúc của nhau. Đó nói nhân vô thập toàn, không có ai mà hoàn toàn hoàn thiện hết, ai cũng có khuyết điểm. Đúng rồi chị. Đúng không? Nếu mà mình thật sự mình có tình cảm với nhau thì mình phải chấp nhận cả cái khuyết điểm của đối phương. Đúng không? Đâu được đâu, chị coi mấy cái hình của em coi. Bây giờ bản thân em thì em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì lúc mà tham gia chương trình thì em cũng mập, cũng ốm, cao 1m85, ngoại hình ưa nhìn là được chị. Ừ, một tấm thôi. À đây, ảnh trong đây nè, em đoán ảnh đi. Còn em gái, em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, cũng... cũng cao em là cũng khoảng chừng 1m65 trở lên, rồi tóc tai thì gọn gàng. Tóc tai gọn gàng 1m65 trở lên hợp chuẩn luôn. Còn gì nữa không? Mắt mũi miệng. Mắt thì đừng có lé đừng có hô là được chứ. Không lé không hô, tôi nói bên đây sáng sủa lắm, sáng tài lắm. Rồi ráng lựa đi, lựa ảnh nó chổng đi. Cái này mình có phải gợi ý hay gì vậy? Rồi bây giờ cho người làm sao cái mà gợi ý được. Cho 8 người phụ nữ anh tìm hơi khó à. Em cao khoảng chừng 1m65. 1m65. Nặng khoảng chừng 50kg. 50kg. Ráng đi cưng. Mình bật chế độ kính lúp lên. Đâu em đoán ai, em chỉ chị coi. Chắc áo đỏ quá chị. Linh cảm, áo đỏ phải không?
Dạ đúng rồi chị. Đâu, để tôi coi áo đỏ. 55-50. Rồi cầm nó đi, để từ từ tôi mở cửa ra coi đúng không. Bên đây. Anh nào? Gợi ý là nhìn anh ấy cười hoặc là nhỏ nhỏ con xí. Này ba ông, hai ông ăn có một ông cười hả? À. Ông gợi ý cười. Còn cái gì nữa? Được rồi, bây giờ nè, nhìn kỹ nha, cô áo đỏ có đúng không nha? Mở cửa trái tim. Chào em đi chứ bạn, gì vậy mà ế đó. Em đoán đúng mà. Đúng không? Em là cô áo đỏ đúng không? Dạ. Hay quá vậy ta. Ủa sao, à có đeo mắt kiến hả? Có đeo mắt kiến. Dạ có. Kiến là kiến cận hay là kiến mát? Dạ cận. Ôi vậy hả, tại nãy giờ chị đâu có thấy đeo đâu. Rồi giờ không đeo mắt kiến có nhìn thấy mặt ảnh không? Dạ thấy chuyện nó cũng gần, thấy hơn cá chá một chút thôi. Có cần đeo mắt kiến vô không, cho nhìn rõ hơn dạ, không? Được. Sao nhìn hoài vậy? Sao nhìn mặt đi rồi nhìn hình hoài vậy? Nhìn hình đi so sánh coi giống không sao chị. Giống không? Giống giống chị. Rồi cái này sao? À. Đó, thấy chưa vậy chứ. Qua qua tặng qua trái tim nè. Từ đầu gặp em anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh nha. Trời ơi, cảm ơn em. Dễ thương quá ha. Đầu để tôi coi coi. Sau chương trình, xin số điện thoại, xin Zalo, xin Facebook. Đi xem phim mà còn vé chương trình. Chụp một tấm hình chung kỷ niệm. Ủa đi xem phim mà phải vé chương trình mới được hả? Tại vì em có chương trình, có hai cái vé chương trình. Trời đất ơi, cái này tặng bạn gái được không? Dạ được. Tặng bạn gái nha, đó. Trời đất ơi, đây vé chương trình thì nằm đây nè. Nhưng mà bấm nút thì mới tặng, còn không bấm đâu có tặng. Dạ dạ. Hãy nói cho chị biết cảm nhận đầu tiên của em khi mà mở cửa trái tim này ra thì em cảm thấy như thế nào? À, cảm nhận đầu tiên của em thì khi nhìn bạn gái thì thấy cũng hiền, ngoại hình thì cũng ưa nhìn, công việc thì cũng ổn định. Trong lòng em có cảm xúc gì không? Cảm xúc thì cũng có chút đỉnh chị. Có chút đỉnh. Lại mới gặp mà chị. Ừ. Còn em có nhận xét gì về người đối diện khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Dạ, em thấy ảnh thì mỗi người cũng giống như em muốn vậy đó. Mà có điều là em thì thích những người chững chạc hơn á chị. Ảnh chững chạc mà. Hình như em thấy hơi trẻ trung. Tại vì cái mặt ảnh trẻ, thôi khen em đó. Mặt dạ. Trẻ thôi chứ người ta 33 tuổi rồi. Mà công việc người ta cũng ổn định rồi. Tôi thấy cặp này hợp đó. Rồi bây giờ các tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng vào buổi trưa. Rồi chúng ta sẽ cùng tâm sự với nhau nhiều hơn. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Dở Hổ Food trưa nay nha. Há cảo nè, hoành thánh tôm chiên giòn, sườn non hấp tàu xì, bánh nướng xá xíu phô mai đúc lò, bánh bao kim sa, minion. Trời ơi, ngon quá. Bây giờ thì hai bạn sẽ cùng ăn trưa với nhau. Có ít phút trò chuyện gì tường ra ngoài cho hai bạn tự nhiên. Vừa ăn vừa tâm sự nha. Làm sao cho người ta thấy là mình chững chạc chứ người ta thấy mình trẻ quá rồi kìa. Đó cũng là lời khen mà cũng là lời chê đó. Trẻ là biết tại sao trẻ không? Tại chưa có kinh nghiệm tình yêu đó. Bây giờ em phải chứng minh cho bạn gái biết là em vẫn biết yêu. Tự tin lên nha. Bữa nay không có nhường nhịn gì hết trơn nha. Mấy ông quay phim nãy giờ đang địa bạn gái em đó. Không có được nhường nhịn gì hết nha. Em tia thẳng vô cho chị. Được không? Dạ yeah. Rồi, chúc hai bạn ăn trưa ngon miệng. À mời em ạ. Dạ yeah. Ủa em làm việc mà bán vé máy bay vậy là đó là mình mở bán hay là? Dạ em làm riêng cho mình á anh. Làm tự mình làm luôn. Dạ hả? Hồi trước em đi làm cho người ta rồi sau này em nghỉ em ra em tự mở riêng á. Thì em gia đình thì có anh chị em đâu không hay là sao? Anh chị em của em thì chắc đông á, nhưng mà có ba chị em gái á. Đông ba chị em gái. Thì em có gì hỏi anh không? Anh nghe nãy anh nói anh không biết nấu ăn nhưng mà em thì biết rồi đó, nhưng mà sau này chẳng hạn như em như nấu ăn á thì anh có phụ em được gì không hay là? À, phụ thì anh vẫn phụ được. Khi mà về chung một nhà hay gì đó thì có nhờ thì mình sẽ phụ. Nhờ bố phụ hả? Khi mà ví dụ như em mà cần cái gì đó anh lắm thì em cứ nói. Thì anh thấy em chứ bình thường anh cũng không có tinh tế mà để cho thấy cái là mình, người phụ nữ của mình đó cần cái gì cái mình ấy cũng hơi thiếu chút cái đó. Nên tới giờ cũng chưa có bạn gái là vậy đó. Anh là người ở đây luôn hay là anh gốc người ngoài Bắc? Không, anh là người Sài Gòn ở đây từ nhỏ đến lớn. Em thấy anh cái nét giống người Bắc. Không biết là có gốc Bắc không? Chứ thường là mấy người công ty thì nói anh gốc ở miền Tây nhiều. Chứ nói gốc Bắc thì ít lắm. Nghe giọng anh thường nói người miền Tây. Còn nhiều người á, nó nghe em á thì nói có người thì nói em ở miền Trung à. Có người em nói ở miền Bắc.
Mẹ anh có khó không? Mẹ anh hả? Chắc không khó đâu. Tại vì nếu mà có lập gia đình thì chắc anh cũng ở riêng thôi. Tại vì công việc hiện tại là giờ vẫn làm biên tòa. Mẹ thì phải ở nhà thôi, cũng không có làm gì hết. Nên cũng không có khó khăn gì với con dâu đâu, em không phải lo. Nếu mà ở riêng thì ở đây hay là ở biên hòa với anh? Chắc ở biên hòa, ở quê biên hòa cũng tùy nữa. Thí dụ nếu mà công việc của em ở đây, công việc của anh ở chảnh thì có thể là thuê một cái gì đó ở khúc giữa chẳng hạn, để tiện cho công việc hai đứa, hoặc là sau này có thành đôi hay gì đó. Em ở đây làm thì anh vẫn ở trọ ở chảnh anh làm, xong thì cuối tuần thì anh về, cũng vậy cũng được. Tại vì công việc của em là nó ở đây nó phù hợp hơn. Dạ. Tôi thấy cặp này là vui nhất luôn á. Trò chuyện rôm rã, ăn uống ngon lành, tính tới chuyện hôn nhân, tính tới chuyện mướn nhà ở luôn. Chững chạc nha em, nãy em nói không có chững chạc là em phải rút lợi rồi đó. Tính luôn à, mướn nhà ở chính giữa đoạn đường luôn hả? Hôm đó cũng là một ý kiến hay chứ bộ. Thì em vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thí dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh mà thay vì giờ em cũng đang ở trọ bán vé. Bán vé vé là mình bán qua online đúng không? Dạ, nhưng mà phòng vé ở đó đúng không chị? Nếu mà thuê trọ thuê ở khúc giữa nữa là tính ra nó lộn xộn hơn em rồi đó. Có nghĩa là giữa là cục giữa, nhưng mà nó cũng là ở thành phố Hồ Chí Minh, em hiểu ý chị nói không? Tại để nó gần hơn. Còn không thì thôi chấp nhận thời thì là chồng đi cuối tuần chồng về. Còn giữa tuần ví dụ ốm đau bệnh hoạn nhớ quá thì chồng cũng về Sài Gòn biên hòa thì chạy có một tiếng chứ nhiêu. Đúng rồi, tầm tiếng vậy. Thì con không được cứ cuối tuần gặp nhau, còn khi mà tới lúc sanh con đẻ cái thì tự động phải điều chỉnh thôi. Lúc đó nó còn xa lắm. Giờ trước mắt mà mới yêu nhau mà tính tới cái chuyện mà ở là chị thấy là hợp lý rồi. Còn điều gì nữa không? Thí dụ như được thì khoảng bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Em thì cũng có tuổi rồi chị, thì chắc cũng tầm 1-2 năm thôi. 1-2 năm thôi. Em thì em mong muốn là bao lâu thì tiến tới hôn nhân là hợp lý. Em thì cứ lúc nào cũng được hết á chị. Cứ lúc nào cũng được hết á chị. Phụ nữ là người ta vậy đó. Chị mà quen ai mà 6 tháng mà không cầu hôn là chị chia tay. Dạ. Yeah. Có thể 1-2 năm cưới, nhưng mà mình quen khoảng tầm 6 tháng thôi là mình phải cho người ta biết cái hướng của mình. Ý của mình là mình thật sự mình muốn cưới, rồi mình sắp xếp. Chứ nếu mà quen mà cứ gà lơ ngày nào không gặp rồi nói chuyện ăn đi chơi không, không có tính chuyện tương lai là phụ nữ người ta mau chán lắm. Yeah. Hiểu không? Rồi bây giờ mời hai bạn ha, bóc một lá bài của chương trình chơi. Cái nội dung trong này là gì mình thực hiện cho nó vui. Yeah. Rồi đọc lớn lên em trai. Nếu được yêu cầu test độ manly của bạn trai, em sẽ test bằng cách nào? Em trả lời đi. Bạn này chưa có mối tình nào nè, bây giờ muốn test cái độ manly của bạn này, em muốn test gì nói đi, chị kiểm tra liền cho em. Chắc nắm tay được rồi chị. Nắm tay. Nắm tay được chị. Thì qua đi. Rồi vòng qua đây, đứng qua đây. Ga lăng lên nào. Nghịch thiệp lên nào. Rồi anh cho phép anh được nắm tay em nha. Rồi. Nghe được chưa chị? À, được chưa là em cảm thấy được chưa, cổ cảm thấy được chưa chứ cổ test em chứ đâu có test chị. Em thấy anh có độ nam tính chưa ạ? Nam tính chưa ạ? Cũng được. Có hơi ấm gì truyền qua, có luồng điện thấy nào nó giật giật. Của em ấy hơi lạnh, phải hơi lạnh, lạnh thật. Rồi về chỗ đi. Cảm nhận của em như thế nào sau khi nắm tay ảnh? Anh thấy tay em hơi lạnh. Thế anh em thấy tay ảnh như thế nào? Đưa vô thì nó ấm hả chị? Ấm. Rồi mời em gái. Đọc lớn lên cưng. Bạn nam hãy kể ra ba bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Bí mật của em là gì em cũng không biết. Nhiều khi em không có bí mật nhiều lắm chị. Cái điều gì em cần chia sẻ với bạn gái? Tật xấu, thói quen. Mê game. Trong chương trình thì em nói chưa có thêm mê game. Em hay chơi game nhiều. Có lúc thì chơi game suốt đêm. Bây giờ vẫn còn? Tại thì ít, không có. Hiện tại thì không có chơi game. Hiện tại chỉ chơi Liên Quân. Thì Liên Quân với game nó khác nhau hả em? Mà chơi ít hơn lúc trước chị. Còn gì nữa? Hay xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn mà khi xem phim vậy. Đây. Ví dụ như em xem phim mà thấy đau thương sĩ em hay khóc. Có khóc luôn? Khóc. Tức là anh có khóc trước mặt mọi người không? Có. Tại vì có gì thời, đâu phải là bí mật đâu. Thì khóc mà người ta hỏi mình đâu có nói là mình khóc đâu. Mình chỉ nói là bụi bay vào mắt hay gì đó, đó thôi. Đó, người ta cũng bí mật mà, thấy không? Người ta lãng rồi người ta giấu phải không? Một cái nữa là chắc cái này cũng không biết. Hồi xưa em làm ở Giang Bình Dương. Em với một bé kia là nó hơi cũng làm chung công ty chị. Thì em hay giỡn là nó tính nghịch ngợm á chị. Mỗi lần em nói không nghe, cái em mới hay hù nói không nghe là anh hôn em đó. Thì mấy lần đầu thì nói vậy thì em mới sợ. Sợ thì phải nghe, tức là làm theo em. Tại chung làm chung công việc á. Thì vô tình có một lần đó nói em đó không nghe. Cái thách thách hôn xong mà hôn trúng luôn chị. Hôn trúng luôn? Dạ. Trúng đâu? Má chị. Một lần nó hôn trúng luôn đó hả? Là dạ. Bí mật luôn á hả? Thì cái đó thì em nghĩ thì đâu có ai biết đâu chị. Đâu có kể với ai đâu. Được không em? Ba bí mật đó em thấy được không? Tôi dạ. Thật thà quá ha. Vậy là có hung được lần rồi.
Rồi giờ còn liên lạc với cô bé đó nữa không? Hiện tại giờ em đó cũng lấy chồng rồi. Mới đi đám cưới khoảng mấy tháng. À, là vẫn có chơi chung, vẫn có đi đám cưới. Dạ. Dễ thương, rất là thật thà, đồng ý. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn thêm một cơ hội nữa ha. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. 30 giây dành cho hai bạn. Hãy nói cái điều gì mình muốn nói nhất ngay bây giờ. Không nói cũng có thể hát tặng nhau, đọc thơ cho nhau nghe. 30 giây chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Anh với em á, đến đây cũng là một cái duyên rồi. Anh nghĩ là tụi mình nên cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau gần kỹ hơn. Tại vì trên chương trình thì thời gian nó cũng có hạn thôi. Mình cũng không có hiểu gì nhau nhiều. Thì biết đâu cho được thì sau cái bấm nút hôm nay thì mình có thể là đi xa hơn nữa. Và tính tới một cái hôn nhân tốt đẹp sau này chẳng hạn. Em có đồng ý với cách nghĩ của anh hay không? Dạ, em cũng nghĩ vậy đó. Thì em cũng muốn mình cho thử nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn chút. Rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây là bấm nút hẹn hò các bạn nha. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hai bạn bấm mạnh. Nếu đồng ý, còn không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh lẹ. Rồi, mời hai qua đây. Mời hai bạn nắm tay nhau. Và bây giờ khi chúng ta bấm nút hẹn hò, ngày hôm nay chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi tìm hiểu nhau. Và bây giờ chương trình dành cho hai bạn một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái ngày đặc biệt này. Dạ, anh có thể hôn em. Rất là dễ thương. Có tin vui là báo cho chị Tường nha. Dạ. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng cho em một phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và chúc cho hai em sẽ sớm có những tin vui, nắm tay nhau nè. Đâu có phải tự nhiên mà. Đây, và bây giờ thì Tường đáp ứng cái nhu cầu của em là vé xem phim của chương trình. Đi xem phim, cuối tuần này đi xem phim nha. Dạ. Rồi, nắm tay nhau vô đập phim mà mặc sức mà tâm sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng Yurika cũng đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc. 12 giờ trưa thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.